Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình GUI để giải một cái phương trình bậc 2. Thì trước khi đến với lập trình GUI thì chúng ta xem cách MATLAB giải phương trình bậc 2 như thế nào. Thì ví dụ chúng ta có một cái phương trình bậc 2 là 2x bình phương cộng 5x cộng cho 3 bằng 0. Thì để giải phương trình bậc 2, đầu tiên chúng ta sẽ đi lấy cái hệ số của cái phương trình bậc 2 đó. Đó là hệ số của x bình phương là 2x bình phương rồi cộng cho 5x, thì hệ số tiếp theo sẽ là 5 rồi cộng cho 3 bằng 0, thì hệ số cuối cùng sẽ là 3. Chúng ta đi lấy ba cái hệ số đó. Hệ số của phương trình bậc 2 ở đây là 2x bình phương cộng 5x cộng 3 bằng 0, thì chúng ta chỉ đi lấy các cái hệ số thôi. Các hệ số của phương trình bậc 2 rồi. Và chúng ta load vào một cái vector. Và để giải cái phương trình bậc 2 này, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh root. Root nó sẽ giúp chúng ta tìm nghiệm của phương trình của các phương trình dưới dạng bậc n, bậc tới n chứ không nhất thiết phải là bậc 2. Thì ở đây chúng ta chỉ giải phương trình bậc 2 thôi. Cái chúng ta cần đưa vào đó là hệ số của cái đa thức chúng ta cần giải phương trình. Rồi, nhấn Enter nó sẽ cho chúng ta hai nghiệm. Một nghiệm là -1,5, một nghiệm là -1. Thì chúng ta thấy ở đây a trừ b cộng c bằng 0, cho nên một nghiệm sẽ bằng -1, một nghiệm sẽ bằng trừ c chia a, tức là -3 chia 2, thì nó sẽ ra là -1,5. Thì ở đây với lệnh root thì chúng ta có thể giải ra được cái nghiệm phất luôn, chứ không nhất thiết phải là nghiệm thật. Ví dụ hệ số ở đây không phải là 3 nữa, mà nó là 7 đi chẳng hạn. Thì các bạn thấy b bình phương là 5 bình phương là 25 đúng không? Trừ cho 4ac, 4 nhân 2 là 8, 8 nhân 7 là 56, 25 trừ 56 nó sẽ bị âm, cho nên nghiệm chúng ta sẽ ra nghiệm phất. Rồi, mình dùng lệnh root để mình giải. Các bạn thấy nghiệm ở đây nó sẽ ra nghiệm phất. Như vậy, với lệnh root chúng ta có thể giải được phương trình bậc 2, nó ra cả nghiệm thật và nghiệm phất. Bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế giao diện để giải phương trình bậc 2. Các bạn gõ lệnh GUI rồi tạo một cái giao diện trống. Ok. Chúng ta thêm một cái static test. Chúng ta sẽ ghi tiêu đề là giải phương trình bậc 2. Property inspector. Thuộc tính string của nó là giải phương trình bậc 2. Chữ phương trình mình ghi tắt ha. Chọn phông chữ cho nó lớn, lớn lên. Phông phông size mình chọn là 15. In đậm. Và màu chữ mình chọn ví dụ màu xanh đậm chẳng hạn. Ok. Thay đổi kích thước cho nó lớn lên. Tiếp theo mình sẽ vẽ ra ba cái ô cho người dùng nhập vào các hệ số là A, B, C. Ở đây mình sẽ ghi cái yêu cầu là nhập A. Cái edit test này thuộc tính string của nó mình bỏ trống. Tag của nó mình đặt tên là edit test a, edit test a. Mình canh cho hai cái này nó nằm ở chính giữa. Đây. Bây giờ mình copy hai cái điều khiển này ra. Tương tự mình làm nhập b và nhập c. Ở đây là nhập B. Ở đây là nhập C. Các
cái edit test này mình sẽ mình đặt tên rồi, edit test này mình sẽ đặt tên là edtb, edtb hay là edtc, edtc. Mình canh lời cho ba cái này nó đều nhau. Đây, ok. Không, nhầm rồi, nhấn Ctrl Z quay trở lại. Ok, bị nhầm. Ok, ba cái này nữa. Ok luôn. À, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nút gọi là nút giải phương trình bằng cái bớt button, vẽ nó ra, thuộc tính string của nó mình đổi là thành giải phương trình. Thuộc tính tag của nó mình đặt là bớt button giải phương trình hoặc là giải không cũng được ha. Còn hai cái nghiệm x1 x2 mình sẽ load vào trong cái hai cái static test. Ở đây sẽ là x1. À không phải thuộc tính test thôi các bạn, mình nhầm rồi. Ctrl Z để nó trở lại tính string của nó là x1. Copy ra. Ctrl C, Ctrl V để copy ra x2. Đây là hai cái nhãn. À, còn hai cái edit test để mình load kết quả, mình xuất kết quả ra. Ở đây mình sẽ cho thuộc tính string bằng rộng, thuộc tính tag của nó mình đặt là static test stt x1. Ở đây là static tag. Nào, thuộc tính tag chứ. STT static test STT x2. String của nó bằng rộng luôn. À mình load load lại. Mình đặt tên là giải phương trình bậc 2. Load lại. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái giao diện lên. Giao diện mình thấy bên này hơi rộng nè, mình sẽ thu nhỏ phía bên phải lại. Đó, như vậy là khá hơn rồi. À, bây giờ mình sẽ viết code cho nút giải phương trình. View convert, convert. Đầu tiên mình đi lấy các hệ số vào. À, phần tử thứ nhất nó sẽ bằng get handle chấm edit test. À đúng không? Phải lấy vào thuộc tính string của nó. Tương tự như vậy cho hệ số 2, hệ số 2 sẽ bằng get handle editable phải thuộc tính string. Hệ số 3 sẽ bằng get handle chấm edit test phải lấy vừa thuộc tính string.
Như vậy là mình được một cái vector chứa 3 hệ số của cái phương trình bậc 2. Bây giờ mình sẽ dùng cái hàm root để mình giải. Root truyền vào là cái vector chứa hệ số, và mình sẽ được cái nghiệm, mình sẽ load vào trong cái biến là x. Thì x lúc này nó sẽ là một cái vector để nó chứa nghiệm của phương trình bậc 2. Do đó x nó sẽ có hai phần tử, tại vì nghiệm của phương trình bậc 2 nó luôn luôn được hai nghiệm. Bây giờ mình xuất lần lượt x1 và x2 ra hai cái static test x1 và x2, thì mình dùng hàm set handle chấm static test x1 phải gán vào thuộc tính string của nó, phải cái giá trị mình cần gán vào đó là x1, tức là nghiệm thứ nhất. Tương tự như vậy, mình set handle cho cái static test x2, cái thuộc tính string. Bây giờ mình chạy chương trình lên thử, run. Mình nhập vào ví dụ A là 1, B là 3, C là 2, giải phương trình. Thì ở đây nó có một cái lỗi gì đó, có một cái lỗi gì đó, mình kiểm tra lại. Kiểm tra lại tên của các đối tượng mình đặt xem. Đây là edit test A, tên của nó, tag chứ, tag của nó. Edit test B, edit test C, đúng rồi. Đây là static test x1. Đây là static tag x2. Cũng đúng luôn rồi trong code. Hệ số 1 bằng edit test A. Ở đây mình quên chuyển nó sang số, mình phải dùng cái hàm là string to number để chuyển cái này sang số. Mình chạy lại thử. 1, 2, 3, mình nhấn giải phương trình bậc 2 thì nó ra một nghiệm x1 là bằng trừ 2, một nghiệm là trừ 1. Ở đây a trừ b cộng c là bằng 0, cho nên một nghiệm là trừ 1, một nghiệm là trừ c chia cho a là trừ 2. Ở đây ví dụ mình nhập là trừ 3 chẳng hạn, giải phương trình thì nó sẽ ra một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 2. Ok, bây giờ giả sử mình nhập ở đây là bằng 8 đi, thì nó sẽ ra là nghiệm phất, đúng không? Nó sẽ ra nghiệm phất tại vì b bình phương là 9 trừ cho 4ac, 4 nhân 1 là 4, 4 nhân 8 là 32, 9 mà trừ 32 thì nó sẽ bị âm, cho nên ra nghiệm phất. Tuy nhiên ở đây nghiệm phất nó không hiển thị được, nó chỉ hiển thị cái phần thật của con số phất thôi, cho nên chúng ta phải sửa chương trình lại một chút xíu nữa. Các bạn thấy khi mà cái x1 ở mình, x1 của mình là một con số này, mà mình gán cho một cái thuộc tính kiểu string, kiểu chuỗi, thì nó sẽ tự động nó đổi con số đó sang chuỗi. Nhưng mà cái việc đổi tự động nó bị sai ha. Cho nên mình dùng thêm một cái hàm là num to string của x1. Tương tự như vậy, num to string của x2.
hàm hàm string to num thì nó ngược với lại hàm number to string, cái này là đổi sang chuỗi, còn này là từ, à cái này từ chuỗi đổi sang số, còn cái này là từ số đổi sang chuỗi, ngược lại thôi. Mình chạy lại thử xem, nhấn vào giải phương trình. À, các bạn thấy lúc này nó ra nghiệm phức, nhưng mà cái con số này nó kéo dài và cái static test của mình nó không hiển thị đủ. Thì mình quay trở lại phần thiết kế giao diện, mình sẽ kéo rộng cái static test kết quả ra. Kéo rộng nó ra một chút xíu nữa. À, ở đây cũng kéo rộng nó ra luôn. Rồi chạy lại. Z nhập vào là 1 trừ 3 8 chẳng hạn. Giải phương trình thì các bạn thấy nó ra nghiệm phức. À, ở đây có chữ y ở cuối, chữ y ở cuối nữa. Nói như vậy là à, chúng ta đã thiết kế được một cái giao diện dùng để giải phương trình bậc 2. Và chúng ta sử dụng cái hàm hỗ trợ sẵn của MATLAB để chúng ta giải phương trình bậc 2. Chứ chúng ta không có viết lại cái cách, không có hướng dẫn nó giải lại phương trình bậc 2 ngay từ đầu. Thì so với cái phần mềm khác dùng để lập trình thì MATLAB nó rất mạnh vì nó hỗ trợ sẵn cho chúng ta cái hàm toán học rất là mạnh. Rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.